Đây. Chúc các bạn làm món này thành công. Thử đi, tôi làm được các bạn làm được thôi. Ok. Ok, bye bye everyone. See you in next video. Bây giờ cái món thứ hai của mình đang chuẩn bị nữa là cái món nghêu khủng nướng với bơ tỏi. Mà cái này là ngon, đặc biệt là cái tỏi của mình á, mình không có làm chín nha. Tỏi này nó ăn phải sống, nó có cái gian hàng của con nướng, nó còn gì sống. Thì các bạn xem thử rồi nấu ăn như thế nào, ok. Thì bây giờ mình chuẩn bị cái nguyên liệu làm nghêu nướng tỏi nè. Tỏi mình đã lột vỏ sẵn đây nè. Đặt ra. Ok, xong mình đập dập nè, cái đập dập rồi mình nó bầm ra. Đó, mình cứ tiếp tục mình bầm sao cho nó không có bị nhuyễn nha. Nó mới còn hột vuông vuông cái nhỏ nè. Cái này thôi, nó vô cái này đập xong rồi bấm ra. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái món nghêu nướng lò với tỏi và bơ. Thì bây giờ mình bỏ khoảng chừng hai mỗi một con nghêu một chút cái miếng nướng bơ cho trước để mình nướng cho nó đỡ bị khô chứ. Đó, một cái một muỗng cà phê. Bắt đầu mình rửa sạch sẽ để cho ráo. Lúc nào có để lửa thiệt là cao lên khi cái nhiệt độ lên 500 độ F. Và ba con này mình nướng khoảng chừng 10 phút thôi. Thì cái này nó mau chín hơn xương gà thịt. Cái seafood nào nó cũng vậy. Bơ rồi nó chảy ra, nóng nó chảy ra, nó đựng luôn. Ok, thì bây giờ sau 10 phút rồi nè, bắt đầu mình mới lấy nó ra. Đó, thấy nó vàng bạc chưa? Nó hấp dẫn rồi, nó khô lại nè. Thì bây giờ mình bỏ thêm bơ nha. Bỏ thêm bơ vô. Bỏ nhiều bơ rồi lúc này là bơ tỏi thì luôn, đừng có nướng lâu quá. Nướng lò cái lợi hơn nướng than là nó sẽ chín đều hết các mặt. Ốc hay seafood nó có nhiều loại, nó có nhiều cái lợi mà mình phải nướng lò hay nướng than. Cái miếng bơ để bị ra ngoài lấy cái dứt nó vô tụt nướng nó chảy ra ngoài. Ok, đó thì giờ cái món này mình đã tỏi cho luôn, tỏi bằm nãy á. Này ai mà sợ ăn tỏi chắc cũng khó ăn, tại phải món này rất là nhiều tỏi. Đó thì mình bỏ vô nó nóng vậy, 5 phút nữa thôi. Có 5 phút nữa. Nhiệt độ nó cho lép, đừng để lâu quá nó bị khô con này. Cho nó sôi lại liền thấy chưa. Giật nó. Wow, mùi tỏi nó thơm quá. Rồi, chuẩn bị múc có được rồi. Đó, bây giờ mình nướng 5 phút nữa nè. Rồi mình bắt nó ra. Mình thấy chưa, cái tỏi nó sống vậy nè. Ăn nó mới ngon. Đó.
Bây giờ mình đừng mình không có có nướng nữa mà mình để cho nó mình đậy lại, mình đều chia đều cái tỏi ra. Bây giờ mình xếp cái tỏi ra cho nó thấm xuống cái bơ đó, để nó cho nó chip lên cái sốt ở cái bơ này, nó quyện chung với cái nước của con clam với bơ rồi. Đừng để lâu quá, mình sẽ để nắp cho nó lấy cái hơi chín thôi. Cái tỏi rất là thơm, thơm lắm. Nằm đậy lại thôi, không có bỏ lửa nữa. Nó để nó khoảng chừng thêm 2 tới 3 phút nữa thôi. Đừng để lâu quá nó bị khô. Ý, nóng, phỏng tay. Oh my god. Bỏ tay đâu? Đó, thấy hấp dẫn chưa? Tỏi vừa chín tới nè. Nó ăn nó phải hơi sống sống gì nó mới ngon. Đi đi, dắp té giờ. Thơm quá. Đây là cái món nghêu, ở đây gọi là nghêu quý phi hay gì mình không hiểu. Cái này mình học được cách của người Hồng Kông đó. Thôi bây giờ mình ăn ăn con này nha. Ủa nướng nó bể cái vỏ nó nóng. Thấy chưa? Để hồi nó khô mất rồi, để khô lạnh nó nóng quá mà hở quẹt. Khô. Cắt ra hơi khó. Không cho cái đĩa nó gấp đi khỏi. So good. Vật nghiêu nó vừa chín tới á, nó không bị khô. Nó tỏi nó thơm, tỏi mình đừng có làm nóng khét quá. Nó vừa chín tới rồi. Thơm. Món này lạ mà ngon. Mình đã ăn nhà hàng rồi nhưng mà nhà hàng nó làm cái tỏi nó không có thơm, mình không biết sao nó tỏi nó không thơm, tỏi thơm. Ở đây có hai loại tỏi. Tỏi Trung Quốc với tỏi Gilroy. Cái tiểu bang mình ở là Cali. Gần Gilroy đó mình mua tỏi mình hay vô rồi là tỏi của Mỹ á. Rất là thơm. Cái hãng tỏi Gilroy nổi tiếng khắp thế giới á. Đúng rồi. Tỏi Mỹ nó thơm hơn tỏi Trung Quốc. Nó có cái mặn tự nhiên của con nghêu. Cái mùi tỏi á, nó không có nồng, nó thơm dịu, tại vì nhiệt độ làm cho nó mất cái nó release cái chất phó pho trong nó à, trong nên nó không có bị nồng, bị béo của bơ. Nhìn so good. Cái miếng tỏi bỏ vô nữa. Ngon quá. Rồi chào các bạn. Nè, cho các bạn coi nè, để thử làm món này đi. Nếu ở đâu có con này á thì mua về thử. Rất là ngon. Nghêu nướng lò với bơ tỏi. Ok, giờ mình tắt máy mình ăn đây. Chúc các bạn
làm món này thành công. Thử đi, tôi làm được, các bạn xem được ha. Ok. Ok, bye, bye everyone. See you guys next video.